Chào mừng các bạn đến với channel ESPN Sentai. Video này hãy cùng mình tìm hiểu về tổng hợp toàn bộ các cơ khí của trong series Dokusu Sentai Jojo nhé. Nào, chúng tôi cùng bắt đầu. Giới thiệu chung, các khối lập phương Jo hay còn được gọi là Jo Cube, chúng là những cơ khí cá nhân của các chiến binh Jojo. Cũng khá giống so với các cơ khí origami từ series Shinkenger, Jo Cube có thể biến đổi thành những phiên bản thu nhỏ của chính chúng. Trong lần đầu tiên sử dụng, Jo Cube được triệu hồi thông qua thiết bị biến đổi Jo Changer của họ. Nhưng từ tập 2 trở đi, mỗi khi gặp những kẻ chơi hệ khổng lồ, thì các Jo Cube sẽ có thể tự biến thành dạng lớn mà không cần tới sự can thiệp đến từ thiết bị biến đổi. Trong một trận chiến, Jo Cube có thể thay đổi từ dạng động vật sang dạng hình khối để tăng cường khả năng phòng thủ, cũng như chúng có thể thực hiện các cuộc tấn công hoặc kết hợp với nhau để tạo thành một thứ sức mạnh lớn hơn. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu về các Jo Cube. Cơ khí thứ nhất là Cube Iguru. Cơ khí này thuộc quyền sở hữu của riêng chiến binh Jo Iguru. Cube Iguru được mô phỏng theo hình dạng của một loài chim săn mồi cỡ lớn, đó là đại bàng. Trong chiến đấu, sở hữu sự nhanh nhẹn cùng với một tốc độ bay vượt trội, cơ khí này có thể né tránh mọi đòn tấn công tầm xa đến từ phía đối thủ, hoặc nó sẽ chuyển thành dạng hình khối nhằm ngăn chặn và chống đỡ mọi sát thương. Không chỉ vậy, ở hình dạng này, Cube Iguru cũng có thể thực hiện một số các đòn tấn công bằng cách tạo ra những cú va đập mạnh mẽ tới kẻ thù. Trong một số trường hợp, Cube Iguru còn có thể thực hiện một chiêu thức quay vòng nhằm tạo ra một cơn lốc lửa để phá tan những đám mây bão được tạo ra từ bọn quái vật. Phần trên thân của Cube Iguru có hình dạng tương tự như một động cơ tua bin phản lực. Khi cần thiết, nó sẽ bắn ra những tia laser mang năng lượng màu đỏ để tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Iguru sẽ tạo thành thân và cánh tay cho Robo Jio Kingu. Cơ khí thứ hai là Cube Shaku. Đây là cơ khí cá nhân của riêng chiến binh Jio Shaku. Cube Shaku được thiết kế dựa trên hình dạng của một hung thần đại dương, đó chính là cá mập. Trong chiến đấu, do sở hữu sự mạnh mẽ và hung bạo của loài sát thủ đại dương, Cube Shaku có thể nhanh chóng phi tới mục tiêu và dùng hàm răng sắc nhọn của nó để cắn nát mọi kẻ thù. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Shaku sẽ tạo thành phần hông cho Robo Jio Kingu. Cơ khí thứ ba là Cube Rion. Cơ khí này thuộc quyền sở hữu của riêng chiến binh Jio Rion. Cube Rion có hình dạng tương tự như một loài động vật được mệnh danh là chúa tể của muôn loài, đó chính là sư tử. Trong chiến đấu, Cube Rion có thể bắn ra một luồng sét mang năng lượng màu vàng từ miệng của nó để tấn công các mục tiêu chỉ định. Cũng giống như Cube Shaku, Cube Rion có thể dùng hàm răng của mình để táp mọi đối thủ và tiêu diệt chúng. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Rion sẽ tạo thành chân cho Robo Jio Kingu. Cơ khí thứ tư là Cube Elefanto. Đây là cơ khí cá nhân của riêng chiến binh Jio Elefanto. Cube Elefanto được mô phỏng theo hình dạng của một loài động vật trên cạn lớn nhất hiện nay, đó chính là con voi. Trong chiến đấu, chiếc vòi của cơ khí này được hoạt động như một máy phun xương. Nó có thể bắn ra một làn năng lượng màu xanh lá để tấn công kẻ thù. Hoặc trong một số trường hợp, làn xương này có thể dùng để dập tắt một đám cháy rừng. Mỗi khi đối mặt với các đòn tấn công tầm xa từ phía đối thủ, Cube Elefanto sẽ nhanh chóng chuyển sang dạng hình khối của nó và quay thành vòng tròn để ngăn chặn mọi sát thương. Và nó sẽ đáp trả lại chúng bằng một cú lao đến cực mạnh, ngay lập tức có thể đè nát mọi đối thủ. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Elefanto sẽ tạo thành chân cho Robo Jio Guardedo. Cơ khí thứ năm là Cube Taiga. Cơ khí này thuộc quyền sở hữu của riêng chiến binh Jio Taiga. Cube Taiga được thiết kế dựa trên hình dạng của một loài động vật biến thể sắc tố của hổ Bengal, đó chính là hổ trắng, hay còn được gọi là bạch hổ. Ở phần trên lưng của cơ khí này được trang bị một cặp móng vuốt. Trong chiến đấu, nó có thể sử dụng chúng để tạo ra những đòn tấn công tầm xa bằng cách bắn ra những tia năng lượng mang hình dạng của chiếc móng vuốt lao thẳng về phía đối thủ. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Taiga sẽ tạo thành phần hông cho Robo Jio Guardedo. Cơ khí thứ 6 là Cube Kirin. Đây là cơ khí phụ trợ của các chiến binh Jojo ra mắt trong tập 3. Cube Kirin được mô phỏng theo hình dạng của một loài động vật có danh hiệu là quán quân về chiều cao, đó là hiêu cao cổ. Không giống như hầu hết các Cube khác được đánh số ký hiệu trên thân, Cube Kirin chỉ được tô điểm bằng một dấu chấm than. Mặc dù hình dạng ban đầu của nó khá giống với một trong số 6 Ojanoshigaku, tuy nhiên nó lại chỉ là một Jio Cube thông thường đến từ vùng đất Jiuland. Cube Kirin sở hữu một vẻ ngoài khá hẹp và mảnh khảnh, chính điều đó đã tạo nên sự nhanh nhẹn và uyển chuyển cho cơ khí này. Trong chiến đấu, nó được coi là một mục tiêu cực kỳ khó, khiến cho những tên quái vật không thể nào tấn công tới. Hoặc Cube Kirin có thể nhanh chóng tiếp cận tới đối thủ bằng cách hút phần đầu vào chúng. Ở phần miệng của cơ khí này có hình dạng như một chiếc ống hút, giúp nó có thể bắn ra một tia năng lượng về phía mục tiêu. Không chỉ vậy, như đã thấy trong tập 4, Cube Kirin đã sử dụng chiếc ống hút của nó để hút gọn tấm lưới vào trong miệng của mình nhằm giải cứu cho các Jio Cube khác khỏi sự khống chế. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Kirin sẽ chuyển sang hình dạng thứ ba của nó, được gọi là Kirin Bazooka. Trong hình dạng này, cơ khí sẽ được hoạt động như một khẩu súng cầm tay cho Robo Jio Kingu. Ngoài ra, ở dạng hình khối của Cube Kirin có màu cam, đi cùng là một dấu chấm than. Điều này có phần tương tự như hình ảnh của một khối chấm than trong trò chơi Super Mario World, khi nó cũng được sử dụng để giúp họ nhận được một thứ sức mạnh cụ thể nào đó. Cube Kirin là cơ khí thứ hai được mô phỏng theo hình dạng của một con hươu cao cổ trong Super Sentai. Cơ khí đầu tiên theo mô típ này là Gao Jirafu từ series Garanger. Cơ khí thứ bảy là Cube Gorilla. Cơ khí này thuộc quyền sở hữu của riêng chiến binh đỏ trong hình dạng Jio Gorilla, được ra mắt trong tập 6 của phim.
Cube Gorilla có hình dạng tương tự như một loài động vật ăn cỏ sống và rừng rậm ở châu Phi, đó là con khỉ đột. Khi lần đầu xuất hiện, không chỉ đơn thuần là việc chuyển đổi từ dạng hình khối sang dạng động vật, Cube Gorilla còn có thể triệu hồi thêm một vũ khí đại bác được gọi là Bigger Guardado Kianon để gắn lên trên vai của nó. Trong chiến đấu, Cube Gorilla sẽ leo lên một vị trí đủ cao để nó có thể ném ra những viên đạn hình khối tới kẻ thù bằng một cách liên hoàn. Mỗi khi cần thiết, khẩu đại bác trên lưng của nó sẽ được treo lơ lửng ở trên không nhằm tạo ra một kích xích đu để cơ khí này có thể bám vào rồi thực hiện các cuộc tấn công qua người đối phương. Và tất nhiên, Cube Gorilla sẽ sử dụng khẩu đại bác này như một công cụ để tấn công những kẻ thù ở tầm xa. Không chỉ vậy, khi ở phạm vi tầm gần, cơ khí này sẽ được phô diễn sức mạnh thực sự của nó khi nó sẽ lao tới để bắt lấy đối thủ rồi nhấc bổng chúng lên trên không và sẵn sàng cho những cú ném tới một vị trí nhất định. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Gorilla sẽ tạo thành thân và cánh tay cho Robo Geo Guardado. Cơ khí thứ 8 là Cube Mogura. Đây là cơ khí phụ trợ của các chiến binh Geo ra mắt trong tập 9 của phim. Cube Mogura được thiết kế hơi giống so với ngoại hình của một con chuột chũi. Họa tiết màu vàng trên phần đầu của nó thì lại trông như một chiếc mũ của những người thợ mỏ. Cũng giống như Cube Kirin, Cube Mogura được tô điểm ký hiệu trên thân bằng một dấu chấm than và nó cũng không phải là một Ojanoshikaku. Điểm đặc biệt nhất ở cơ khí này đó là nó sở hữu một chiếc mũi khoan ở phía trước miệng. Đây cũng là công cụ tấn công duy nhất của nó. Nhờ vậy, Cube Kirin có thể thực hiện những cú đào hầm dưới mặt đất hoặc nó sẽ đục xuyên qua các bức tường. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Mogura sẽ trở thành một vũ khí cầm tay của Robo Geo Guardado. Cơ khí thứ 9 là Cube Kuma. Đây là cơ khí phụ trợ của các chiến binh Geo ra mắt trong tập 13 của phim. Cube Kuma có hình dạng tương tự như một loài động vật trên đảo Kodiak của Hoa Kỳ, đó chính là gấu nâu. Cũng giống như Cube Kirin, Cube Kuma được tô điểm ký hiệu trên thân bằng một dấu chấm than và nó cũng không phải là một Ojanoshikaku. Khi lần đầu ra mắt, Cube Kuma được xuất hiện dưới hình dạng của một mỏm đá nhô ra khỏi ngọn núi. Cho đến khi Robo Guardado Geo Kingu đã bất ngờ bị tước đi vũ khí từ tên quái vật Nobody Zone. Tình cờ thay ở gần đó, các chiến binh đã nghe thấy tiếng gầm đến từ mỏm đá, nên họ đã điều khiển Robo để rút nó ra khỏi ngọn núi và sử dụng như một vật để chống lại tên yêu quái. Điều bất ngờ lúc này đã được tiết lộ khi nó chính là hình dạng cây rìu của Cube Kuma. Trong chiến đấu khi ở hình dạng động vật của nó, Cube Kuma có thể thực hiện những cuộc tấn công nhào lộn hoặc bật lên hay đè xuống đối thủ bằng dạng hình khối của nó. Còn khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Kuma sẽ chuyển sang hình dạng thứ ba của nó, được gọi là Kuma Akusu. Trong hình dạng này, cơ khí sẽ được hoạt động như một chiếc rìu cầm tay cho Robo Guardado Geo Kingu. Ngoài ra, Cube Kuma chính là cơ khí màu nâu đầu tiên trong lịch sử của loạt phim Super Sentai. Cơ khí thứ 10 là Cube Rhinosu. Cơ khí này thuộc quyền sở hữu của riêng chiến binh Geoza Guardado. Ngoại hình tổng thể của Cube Rhinosu được mô phỏng theo hình dạng của một chiếc xe kéo rơ móc. Ở phía phần đầu cơ khí này lại được thiết kế theo hình dạng của một loài tê giác đen đã bị tuyệt chủng. Không giống nhiều hết các Geo Cube khác, Cube Rhinosu là một cơ khí được tạo ra và sửa đổi bởi quân đoàn Desugarian, và do đó nó không hề có dạng hình khối. Hay có thể hiểu đơn giản, do kích thước và cấu tạo của nó khá to và cồng kềnh nên không thể nào thực hiện sự nén lại thành dạng hình khối được. Cube Rhinosu luôn kéo theo hai cơ khí phụ trợ nữa ở phần sau rơ móc. Trong chiến đấu, sử dụng lợi thế là kích thước khổng lồ, cơ khí này cho phép nó dễ dàng đâm nát và xuyên thủng những chướng ngại vật. Ngoài ra, như chúng ta đã thấy, Cube Rhinosu không hề có bất kỳ sự chuyển hóa sang dạng hình khối nào cả. Tuy nhiên, ở phần nền trong quá trình hoàn thành Robo Guardado Tosa Kingu thì một hình khối giả định mang ký hiệu số 9 của cơ khí Cube Rhinosu đã được xuất hiện. Cube Rhinosu có phần tương tự như cơ khí Engine Kireigeta từ series Go Under, khi cả hai đều được thiết kế dựa trên hình dạng của một chiếc xe kéo. Cơ khí thứ 11 là Cube Kurokodairu. Cơ khí này thuộc quyền sở hữu của riêng chiến binh Geoza Guardado. Cube Kurokodairu được thiết kế dựa trên hình dạng của một loài động vật được mệnh danh là sát thủ bẩm sinh, đó chính là con cá sấu. Trong chiến đấu, vì sở hữu một chiếc quai hàm cực khỏe đi cùng là một bộ răng sắc nhọn, nên cơ khí này có thể thực hiện những cú đấm cực mạnh vào phía đối phương. Trong một số trường hợp, cơ khí này sẽ bay lên trên không để rút gọn những tên lính quái vật và tiêu hủy chúng vào trong bụng của nó. Như đã thấy trong tập 30, Cube Kurokodairu còn có thể bơi trong nước biển. Điều này như để biểu thị rằng cơ khí này được dựa theo mô típ về loài cá sấu nước mặn, hay còn được gọi là cá sấu cửa sông. Đây là một loài bò sát sống lớn nhất trên thế giới. Nó có kích cỡ lớn hơn cũng như hung dữ hơn rất nhiều so với loài cá sấu nước ngọt. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Kurokodairu sẽ tạo thành cánh tay phải cho Robo Geo Tosa Juo. Cơ khí thứ 12 là Cube Urufu. Đây là cơ khí cá nhân của riêng chiến binh Geoza Guardado. Cube Urufu có hình dạng tương tự như một loài động vật hoang dã, đó là con sói. Trong chiến đấu, vì sở hữu sự nhanh nhẹn và tốc độ của loài sói, nên Cube Urufu có thể vừa thực hiện các đòn tấn công bằng cách bắn ra những tia năng lượng từ phần miệng, đi kèm là những pha né tránh và đáp trả cực kỳ linh hoạt. Điểm đặc biệt ở cơ khí này, đó là ngay cả khi nó ở trong dạng hình khối, thì Cube Urufu vẫn có thể tạo ra những chùm năng lượng sóng âm dùng để tấn công những mục tiêu ở tầm xa, thay vì phải lao đến hút hay cận chiến với các Cube khác. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Cube Urufu sẽ tạo thành phần đầu cho Robo Tosa Juo. Ngoài ra, đây cũng là cơ khí theo mô típ sói đầu tiên được hình thành phần đầu cho Robo khi kết hợp, chứ không phải tay chân. Cơ khí thứ 13 là Cube Panda. Đây là một Geo Cube phụ trợ bằng vàng của các chiến binh Geo xuất hiện trong tập 19 của phim. Ngoại hình của Cube Panda có phần tương đồng với một loài gấu có nguồn gốc tại Trung Quốc, đó là gấu trúc.
Thực chất, Kyubu Panda chính là một phiên bản nâng cấp của Kyubu Kuma. Và do đó, nó vẫn giữ được các chức năng tương tự như Kyubu Kuma thông thường. Nhưng trong chiến đấu, sức mạnh của nó có phần tăng cường hơn trước rất nhiều. Có một thực tế chỉ ra rằng, phiên bản gốc của Kyubu Panda là có màu trắng và đen, tương tự như một con gấu trúc. Và sau đó, nó mới được chuyển tiếp sang phiên bản màu vàng sáng chói. Điều này đã được Yu Raio lý giải rằng là nhờ vào sự can đảm của các Yuja nên cơ khí này mới có sự nâng cấp khung phanh đến như vậy. Cũng giống như Kyubu Kuma, khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Kyubu Panda sẽ chuyển sang dạng thứ ba của nó, được gọi là Panda Akusu, và được hoạt động như một chiếc dìu cầm tay thông thường cho Robo Wairo Jyokingu. Kyubu Kuma cũng là Jyokyubu duy nhất có hình thức nâng cấp. Cơ khí thứ 14 là Kyubu Komori. Đây là cơ khí phụ trợ của các chiến binh Jyuja ra mắt trong tập 21 của phim. Ngoại hình của Kyubu Komori có phần tương đồng với hình ảnh của một con rơi. Cũng giống như một số các Kyubu phụ trợ khác, khi lần đầu xuất hiện, Kyubu Komori đang ở trong hình dạng khá giống với Ojano Shigaku. Trước đó, nó đã bị bỏ lại trong một hang động dưới lòng đất. Cho đến khi nó phản ứng về hành động mà Misao đã dũng cảm để bảo vệ Tatsuki, Kyubu Komori đã giúp họ có thể đánh bại các tên vệ binh Moeba và giải cứu cho cả hai người họ khỏi hiểm nguy. Tuy nhiên sau đó, Misao lại than thở rằng bản thân anh ta vẫn là một người vô dụng vì chỉ được cứu nhờ vào Kyubu Komori. Nhưng điều này đã được Tatsuki giải thích rằng thực chất cơ khí này có thể thức tỉnh được là hoàn toàn nhờ vào ý chí và quyết tâm mà Misao đã thể hiện trước đó. Trong chiến đấu, Kyubu Komori có thể tạo ra các đòn tấn công sóng âm mang năng lượng màu tím. Điều này như để biểu thị về một đặc tính của loài rơi, vì nó cũng có thể sử dụng siêu sóng âm thay thế hoàn toàn cho đôi mắt nhằm định vị và săn mồi trong đêm tối. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Kyubu Komori sẽ chuyển sang dạng thứ ba của nó, được gọi là Komori Boomerang. Trong hình dạng này, cơ khí sẽ được hoạt động như một chiếc boomerang cầm tay cho robot Tosai Yuo. Có một điều thú vị là sau trận chiến ở cuối tập 21, Misao đã chiều mến tuyên bố rằng Kyubu Komori chính là biểu tượng giữa tình bạn của anh ta và Tatsuki. Ngoài ra còn có một số nhận định cho rằng Komori Boomerang dường như là phiên bản tham chiếu đến một món vũ khí của siêu anh hùng Batman, đó chính là Batarang, khi cả hai đều là chiếc boomerang mang hình dạng của con rơi. Cơ khí thứ 15 là Kyubu Hoeru. Cơ khí này thuộc quyền sở hữu của dư chiến binh đỏ trong hình dạng Yuo Hoeru, được ra mắt trong tập 28 của phim. Kyubu Hoeru được thiết kế dựa trên hình dạng của một loài động vật ăn thịt lớn nhất trên thế giới, đó là cá nhà táng. Phần đầu lớn của cá nhà táng đã giúp nó trở thành động vật có bộ não lớn nhất từng tồn tại trên hành tinh, bao gồm cả những sinh vật đã tuyệt chủng. Quay trở lại với câu chuyện về Kyubu Hoeru, cách đây từ rất lâu, khi bộ tộc Human còn đang cư trú trên trái đất, lúc đó trái đất đang phải đối mặt với một con quái vật đáng sợ. Và có một Human dám đứng lên chống lại tên quái vật, đó chính là Ketasu. Chính sự can đảm đó đã khiến cho sức mạnh đến từ trái đất đã ban tặng cho anh ta một thiết bị biến đổi, đó là Hoeru Chanjigan, cùng với một cơ khí, đó là Kyubu Hoeru. Nhờ vậy, anh ta đã trở thành một chiến binh Jiu Hoeru và cũng là Jiu Jia đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, Ketasu mới có thể đánh bại được tên quái vật và tạo ra vùng đất Jiuland, nơi sinh sống của bộ tộc Human bây giờ. Trải qua nhiều thế kỷ cho đến thời điểm hiện tại, Kyubu Hoeru đã được xuất hiện khi các Jiuja ngày nay tìm thấy thiết bị Hoeru Chanjigan. Tuy nhiên, khi họ tiếp cận tới thì cơ khí này đã thể hiện một thái độ không mấy thiện cảm và có phần thù địch. Nó dường như đã coi họ là một đám trẻ trâu chỉ vì vô tình tìm thấy Hoeru Chanjigan, chứ hoàn toàn không có tài cán và đủ xứng đáng để nhận được sức mạnh đến từ nó. Mãi cho đến cuối cùng, khi Yamato hiểu ra được mối ràng buộc mà Kyubu Hoeru đã chia sẻ với Ketasu, anh ta mới thể hiện cho Kyubu Hoeru nhận ra rằng mình cũng là một người có lòng dũng cảm cao, đi cùng là ý chí muốn bảo vệ thế giới. Kể từ đó, Kyubu Hoeru mới chấp nhận anh và nhóm Jiuja làm đồng đội của nó để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh. Trong chiến đấu, Kyubu Hoeru không chỉ giới hạn di chuyển ở môi trường nước, mà nó cũng có thể hoạt động ở môi trường trên không, sử dụng lợi thế là kích thước khổng lồ, điều này cho phép nó đâm xuyên mọi kẻ thù hoặc tung ra một cú tát bằng đuôi cực mạnh tới đối phương. Cú tát này còn mạnh mẽ đến nỗi nó có thể phá vỡ Robo Jiu Wairo Super Saru trong phút chốc. Ở phần đầu của cơ khí này được trang bị mỗi bên là một ống phóng ngự lôi. Khi sử dụng, nó sẽ bắn ra những loạt đạn với uy lực rất lớn, ngay lập tức có thể tiêu diệt được những tên lính cản trở. Cũng giống như Kyubu Godira, Kyubu Hoeru còn có thể triệu hồi thêm một vũ khí phụ được gọi là Kaio Supia. Vũ khí này là một cây thương mang hình dạng của tia nước, được trang bị ở phần trên đỉnh đầu lỗ thổi của cơ khí. Trong một số trường hợp, Kaio Supia có thể thu nhỏ kích thước của nó để làm vũ khí tấn công cho chiến binh Jiu Hoeru. Cơ khí này đặc biệt hơn rất nhiều so với các Kyubu thông thường, khi nó còn được sở hữu những năng lực bẩm sinh. Điển hình là việc nó có thể thanh tẩy một vùng bờ biển rộng lớn, khi nơi đó đã bị nhiễm độc bởi tạp chất được tạo ra từ tên quái vật Bangurei. Không chỉ vậy, cơ khí này còn có thể tự động chuyển đổi sang dạng robot người hoàn chỉnh mà không cần tới sự kết hợp cùng các Kyubu khác, với tên gọi là Dobutsuenkei Dodekaio. Không giống như những robot trước đây của Jiuja, Dodekaio không hề có chữ Jiuo trong tên của nó. Khi ở trạng thái kết hợp tổng thể với 13 Jiu Kyubu khác, Kyubu Hoeru sẽ tạo thành phần trên và phần đầu của robot Dobutsuenkei Wairo Tosai Dodekakingu. Ngoài ra, như được biết, Kyubu Hoeru có ngoại hình tương tự như cá nhà táng. Nhưng phần hàm răng của nó trên bộ đồ của Jiu Hoeru cũng như trên thiết bị biến đổi Hoeru Chanjigan đã cho thấy nó lại giống với một loài cá voi khác, đó chính là cá voi tấm sừng hàm. Cơ khí thứ 16 là Kyubu Kondoru. Cơ khí này xuất hiện lần đầu tiên trong tập phim đặc biệt của Jiuja và nó bị ép buộc bởi quyền kiểm soát tạm thời của tên nhân vật phản diện Domidoru.
Ngoại hình của Kyuubi Konroru được mô phỏng theo hình dạng của một loài chim ăn thịt sống ở châu lục, đó là con kèn kèn. Như được biết trong phim, Kyuubi Konroru là một người bạn rất thân thiết với Pereru. Anh ta là người của tộc Human, nhưng Pereru lại được sinh ra trong thế giới của người trái đất. Tuy nhiên, cha mẹ của anh đã qua đời từ sớm. Hồi nhỏ, chính cha của anh đã tìm thấy Kyuubi Konroru và đem nó tặng cho Pereru, nên đối với anh, cơ kiện này giống như một người thân và nó rất quan trọng. Sau này, anh ấy đã cùng với một số các Human khác để làm việc cho một rạp xiếc với mong muốn đem lại niềm vui và tiếng cười cho những người trái đất. Nhưng rồi điều không may đã xảy ra, bỗng dưng xuất hiện một tên quái vật có tên là Domidoru. Hắn ta nhận thấy sức mạnh tiềm ẩn đến từ Kyuubi Konroru nên đã cướp cơ khí này từ tay Pereru nhằm phục vụ cho những mục đích xấu xa của hắn. Cho đến cuối cùng, với sự giúp đỡ của các Jiuzhi, họ đã có thể đánh bại được tên quái vật và đoạt lại cơ khí này trở về cho Pereru. Điểm bá đạo nhất của cơ khí này đó là nó sở hữu cho mình khả năng tạo ra ảo ảnh. Trong chiến đấu, Kyuubi Konroru sẽ bắn ra những chùm tia laser mang năng lượng màu tím bởi hai bên vai của nó với tốc độ ra đòn rất nhanh tới mục tiêu. Khi cần thiết, cơ khí này cũng có thể tạo ra hai luồng năng lượng mang hình dạng như tia sét để làm đối phương trở nên tê liệt. Không chỉ vậy, ở mỗi bên cánh còn được trang bị hai viên đạn cỡ lớn mang hình bàn tay của Robo. Khi phóng ra, uy lực của nó mạnh mẽ đến nỗi có thể phá vỡ sự liên kết của Robo Gyokingu ngay lập tức. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Kyuubi Konroru sẽ tạo thành thân và cánh tay cho Robo Dobutsugatai Konroru Warido. Hoặc khi ở trạng thái kết hợp lớn hơn thì Kyuubi Konroru sẽ tạo thành một thanh kiếm cầm tay cho Robo Warido Tosakingu. Như đã thấy trong tập phiên đặc biệt thứ 2 của Jiuzhi, Kyuubi Konroru đã sử dụng khả năng ảo ảnh của mình để hợp nhất Jiuigeru và Jiobado lại thành Jiu Konroru. Đây là một biến thể màu tím của trang phục Jiuigeru thông thường. Thực chất, Kyuubi Konroru được sử dụng khuôn giống y như Kyuubi Gorilla, hay có thể hiểu đơn giản, nó là một phiên bản làm lại từ Kyuubi Gorilla. Điểm khác biệt duy nhất đó là màu sắc và ký hiệu chữ số. Ngoài ra, Kyuubi Konroru có phần tương tự như cơ khí Children Ryu Topa Spino từ series Kyuubi, khi cả hai đều là cơ khí có màu xanh lam và được ký hiệu bằng số 0. Cả hai đều bắt đầu là một cơ khí chính nghĩa, nhưng tạm thời bị biến thành ác nhân bởi những kẻ phản diện. Trùng hợp hơn là Kyuubi Konroru cũng chiếm dụng hai cơ khí đối phương để tạo thành dạng robot hoàn chỉnh cho nó. Mặc dù ở một số phương tiện truyền thông đã đưa ra thông tin rằng Pereru là giới tính nam, nhưng diễn viên trong bộ đồ ấy lại là một nữ giới, cô tên là Sasano Ririne. Cô cũng chính là người lồng tiếng cho nhân vật này. Cơ khí thứ 17 là Kyuubi Hyo. Đây là một chiêu Kyuubi phụ trợ có màu vàng ra mắt trong tập 26 của phim. Kyuubi Hyo được thiết kế dựa trên hình dạng của một con báo đốm. Thực chất, Kyuubi Hyo là một phiên bản làm lại của cơ khí Kyuubi Kuma và do đó nó vẫn giữ được các chức năng tương tự. Có thể nói là cấu tạo của nó hoàn toàn giống với Kyuubi Kuma, chỉ khác đôi chút về ngoại hình. Cơ khí này đã bị chôn vùi dưới đất từ lâu và nó đã được Bado tìm thấy và đánh thức bản năng. Trong chiến đấu, Kyuubi Hyo không có quá nhiều đất diễn. Nó chỉ được thể hiện chủ yếu thông qua phiên bản thu nhỏ hay dạng hình khối hoặc qua một số phân cảnh ngắn ngủ trong toàn bộ series phim. Như chúng ta đã biết, Kyuubi Hyo không được thể hiện sự kết hợp với các robot của Jiuzhi. Tuy nhiên, nếu xét về tính hợp lý thì nó hoàn toàn có khả năng chuyển đổi sang dạng của một chiếc búa cầm tay cho robot với tên gọi là Hyo Hanma. Cơ khí thứ 18 là Kyuubi Okutobasu. Đây là một chiêu Kyuubi phụ trợ có màu xanh lá cây ra mắt lần đầu trong tập 35 của phim. Kyuubi Okutobasu được mô phỏng theo hình dạng của một loài động vật được mệnh danh là quái vật của biển cả, đó là con bạch tuộc. So với một số các chiêu Kyuubi phụ trợ khác thì Kyuubi Okutobasu được tô điểm bằng một dấu chấm hỏi thay vì dấu chấm than. Khi lần đầu xuất hiện, Kyuubi Okutobasu đang trong hình dạng phong ấn và bị nhét vào một vách đá gần bờ biển. Nó đã được Rari tìm thấy, tuy nhiên anh ta lại không có manh mối gì về cách kích hoạt đánh thức cho nó. Sau đó, trong trận chiến với tên quái vật Sagiru ở nhân dạng robot khổng lồ, Leo đã nảy ra ý tưởng là sẽ lôi hình dạng khối của nó ra ngoài vách đá và dùng nó để đập tên quái vật. Tình cờ thay, điều này đã vô tình đánh thức được nhân dạng hình khối thật sự của nó. Nhưng cơ khí này lại không có phản ứng gì kế tiếp, cho nên Kisela đã đề nghị thôi thì cứ ném nó vào tên quái vật, và nhờ thế Kyuubi Okutobasu mới được kích hoạt sang dạng động vật. Tưởng chừng như sẽ khó khăn, nhưng hóa ra lại toàn những điều đơn giản. Trong chiến đấu, Kyuubi Okutobasu sẽ sử dụng 4 chiếc xúc tu của mình để quay tròn tạo thành những cú cắt ngang tới đối phương. Khi cần thiết, phần miệng của nó cũng được sử dụng để phun ra một luồng khói đen gây nhiễu mắt kẻ thù. Điều này khá giống với hình ảnh của một con bạch tuộc đang phun mực. Hoặc nó có thể thi triển một đòn úp sọt bằng cách cụp toàn bộ phần xúc tu lên đầu mục tiêu dùng để vây hãm chúng. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Kyuubi Okutobasu sẽ tạo thành phần đầu và đôi cánh hình chữ X cho Robo Gyokingu. Ngoài ra, Kyuubi Okutobasu cũng là cơ khí đầu tiên được dựa theo mô típ của loài bạch tuộc. Như đã thấy trong một poster nọ, trước khi cơ khí này được ra mắt, thì hình ảnh của nó đã được minh họa là Okutobasu sẽ ngồi lên trên phần đỉnh đầu của Robo Gyokingu giống như một chiếc mũ khi kết hợp, chứ không phải thay thế hoàn toàn phần đầu như trong phim. Cơ khí thứ 19 là Kyuubi Kamonohashi. Đây là một chiêu Kyuubi phụ trợ có màu xanh lục lam ra mắt lần đầu trong tập 35 của phim. Ngoại hình của Kyuubi Kamonohashi được mô phỏng theo hình dạng của một loài sinh vật kỳ lạ trên trái đất, đó là thú mỏ vịt. Thực chất, Kyuubi Kamonohashi là một phiên bản làm lại của cơ khí Kyuubi Mogura và do đó nó vẫn giữ nguyên các chức năng tương tự, nếu không muốn nói là cả hai đều có cấu tạo giống nhau. Trong chiến đấu, cũng giống như Kyuubi Hyo, Kyuubi Kamonohashi không có quá nhiều đất diễn. Nó chỉ được thể hiện chủ yếu thông qua phiên bản thu nhỏ hay dạng hình khối hoặc qua một số phân cảnh ngắn ngủ trong toàn bộ series phim.
Cube Kamono Ashi không được thể hiện sự kết hợp với các robot của GOG. Tuy nhiên, nếu xét về tính hợp lý, thì nó có thể trở thành một khẩu súng cầm tay cho robot với tên gọi là Kamono Ashi Reza. Cơ khí thứ 20 là Cube Shima Uma. Đây là một chiêu Cube phụ trợ có màu đen và trắng, ra mắt lần đầu trong tập 35 của phim. Cube Shima Uma có hình dạng tương tự như một loài động vật ở châu Phi, đó là con ngựa vằn. Thực chất, Cube Shima Uma là một phiên bản làm lại của cơ khí Cube Kirin. Chính vì thế, nó cũng có các chức năng và cấu tạo tương tự như phiên bản gốc, chỉ khác đôi chút về màu sắc và ngoại hình. Trong chiến đấu, cơ khí này không có quá nhiều đất diễn, nó chỉ được thể hiện thông qua một số phân cảnh ngắn ngủi trong toàn bộ series phim. Như được biết, Cube Shima Uma không được thể hiện sự kết hợp với các robot của GOG. Nhưng nếu xét về tính hợp lý, thì nó có thể trở thành một khẩu súng cầm tay cho robot với tên gọi là Shima Uma Rancha. Ngoài ra, Cube Shima Uma cũng là cơ khí đầu tiên được dựa theo mô típ về loài ngựa vằn. Cơ khí thứ 21 là Cube Fukuro. Đây là một chiêu Cube phụ trợ có màu xanh lá cây, ra mắt lần đầu trong tập 35 của phim. Cube Fukuro được thiết kế dựa trên hình dạng của một bộ chim săn mồi vào ban đêm, đó chính là con cú. Thực chất, Cube Fukuro là một phiên bản làm lại của cơ khí Cube Komori và do đó nó vẫn giữ nguyên các chức năng tương tự. Có thể nói là cấu tạo của nó hoàn toàn giống với Cube Komori, chỉ khác đôi chút về màu sắc và ngoại hình. Trong chiến đấu, cơ khí này không có quá nhiều đất diễn, nó chỉ được thể hiện thông qua một số phân cảnh ngắn ngủi trong toàn bộ series phim. Như chúng ta đã biết, Cube Fukuro không được thể hiện sự kết hợp với các robot của GOG. Tuy nhiên, nó hoàn toàn có thể trở thành một vũ khí cầm tay cho robot với tên gọi là Fukuro Kata. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ các cơ khí có trong series Đấu Vũ Sư Sentai GOG rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.